100 là số lượng thư mời mà Xiaomi đã gửi tới giới báo chí cũng như là những khách mời đến tham dự sự kiện ra mắt chiếc Xiaomi Mi 11 vào ngày 28 tháng 12 sắp tới. Tại sao con số này chỉ là 100? Có phải do dịch Covid nên là chúng ta không thể mời nhiều hay không? Không phải đâu. Lý do chúng ta cùng làm rõ trong video này và mình cũng sẽ cùng với các bạn điểm lại tất cả những điều các bạn cần nhớ về chiếc Xiaomi Mi 11. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VDLab. Đừng quên để lại một subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube. Mình là Tuấn Ngọc. Cái lý do mà Xiaomi chỉ gửi 100 giấy mời không cần nói nhiều nữa, bởi vì không phải là Covid mà họ đã gắn lên mỗi cái giấy mời của mình là một con chip Snapdragon 888. Nghe thì thấy rất trơi trội và gần như là họ đang vả vào mặt một anh hàng xóm nào đó ở Trung Quốc để chứng minh rằng đâu mới là một người tay to trong thị trường sản xuất smartphone. Một con chip Snapdragon 888 tiến trình 5 nanomet mạnh nhất và kèm theo những option bộ nhớ trong là 128GB kèm theo 8GB dung lượng RAM và 256GB, 12GB dung lượng RAM, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đây vẫn là một trong những thông số rất ổn. Về dung lượng pin của chiếc Xiaomi Mi 11 thì chúng ta nhiều khả năng sẽ có đây đó là 4780mAh kèm theo sạc nhanh là 50W, và ở đây chúng ta sẽ kèm thêm cái màn hình là 6,67 inch. Đây sẽ là màn hình 120Hz cong. Rõ ràng chúng ta thấy rằng đỉnh cao, khỏi phải nói rồi. Vậy cái điểm chúng ta quan tâm nhất đó là về mức giá. Tổng quan, tổng hòa tất cả những yếu tố trên, chúng ta sẽ cho vào một chiếc điện thoại được dự đoán nhiều khả năng sẽ có mức giá ở Trung Quốc là 15 triệu và 17 triệu. Và nếu các bạn tham khảo những sản phẩm điện thoại dưới 17 triệu này ở Di Động Việt thì các bạn còn được giảm thêm 150.000 nếu các bạn đọc pass, các bạn là thành viên của Relab. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thông cảm cho họ thôi. Toàn bộ những cấu hình đỉnh cao như thế mà nhét vào một chiếc máy trong năm 2020 làm ăn không được tốt lắm thì rõ ràng mức giá đó là chấp nhận được. Tuy nhiên, đó chỉ là những dự đoán của mình mà thôi. Không biết về Việt Nam thì sẽ như thế nào, chúng ta còn phải chờ thêm. Vì sau ngày 28 tháng 12 khi nó được ra mắt chính thức thì chúng ta mới biết cơ mà. Còn lại ở video này chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cái thân hình cũng như là camera của chiếc Xiaomi Mi 11 để xem rằng đẹp hay xấu. Các bạn đừng quên để lại ý kiến ở bên dưới nhé. Với chiếc Xiaomi Mi 11 thì mình thấy rằng ở cụm camera đằng sau chúng ta có một thiết kế làm mình liên tưởng đến vòng tròn âm dương ở trong đạo giáo. Không biết là mình đúng hay sai nữa, nhưng mà rõ ràng là chúng ta với cái cụm camera như này thì mình đánh giá là chưa tốt. Ý là chưa tốt về mặt thiết kế, nhìn chưa đẹp lắm, và chúng ta nhiều khả năng sẽ có đây đó là camera 108MP. Mình không đánh giá cao một điểm nữa, đó chính là phần mềm. Thì MIUI mình thấy là vẫn còn hơi nặng, không biết là năm nay ra sao, bởi vì thường chúng ta sẽ thường lựa chọn điện thoại có một cái hệ điều hành tốt, như là best nhất cũng phải là Samsung One UI đúng không? Nếu các bạn nhìn qua, chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái màu sắc của chiếc Xiaomi Mi 11. Mình không biết là có đủ ảnh hay không để cho các bạn xem. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái màu như là màu tím khói, là đây là phiên bản có da nhá. Đây là phiên bản da nhá, và chúng ta sẽ có màu trắng nữa. Ngoài ra phiên bản 12GB sẽ có thêm là màu xanh lam nữa. Thì các bạn đều thấy trên hình rồi, nhìn chung là về cái thiết kế thì mình đánh giá là không cao. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta thấy có rất là nhiều những cái công nghệ đỉnh cao được tích hợp trong chiếc Xiaomi Mi 11. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm điện thoại như thế này? Đừng quên để lại ý kiến comment phía dưới. Chúng ta hãy cùng hóng đến ngày 28 tháng 12 để xem rằng Xiaomi Mi 11 bằng sắt, bằng đinh, bằng ốc sẽ thực sự cảm nhận như nào. Và nếu các bạn tham khảo những sản phẩm điện thoại dưới 17 triệu này ở Di Động Việt thì các bạn còn được giảm thêm 150.000 nếu các bạn đọc pass, các bạn là thành viên của Relab. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.